Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Đức Sơn, tư vấn nghiệp vụ dự án ERP của Event ICT. Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn chức năng đảo bút toán trên phân hệ kế toán tổng hợp của hệ thống fmit còn gọi là chức năng Revert. Nội dung cụ thể bao gồm: một là phạm vi áp dụng và điều kiện thực hiện chức năng đảo bút toán. Hai, đó là cách thức thực hiện trên hệ thống. Thứ nhất là về phạm vi áp dụng và điều kiện thực hiện. Phạm vi áp dụng thì chức năng đảo bút toán sẽ được sử dụng khi phát hiện một hay nhiều bút toán bị sai hoặc nhầm lẫn nhưng đã thực hiện post tức là đã ghi sổ bút toán đó với các bút toán như vậy thì hệ thống sẽ không không cho phép chúng ta thực hiện chỉnh sửa hay thực hiện điều chỉnh trực tiếp vào bút toán mà bắt buộc chúng ta phải ghi đảo bút toán đó và thực hiện tạo bút toán mới cho nó đúng về điều kiện thực hiện để có thể thực hiện việc đảo bút toán thì cái kỳ tạo bút toán đảo phải được mở tức là ở trạng thái open các bạn chú ý là kỳ ở trạng thái future thì vẫn có thể tạo được bút toán đảo nhưng không thể thực hiện post bút toán được hai đó là cách thức thực hiện đảo bút toán trên hệ thống. Ở đây có hai hai cách để chúng ta thực hiện đảo. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ đảo ngay tại màn hình bên ngoài của cái bút toán. Cách thứ hai là chúng ta sẽ thực hiện đảo ở màn hình bên trong bút toán. Với cách thứ nhất thì chúng ta sẽ đảo bút toán theo lô, tức là đảo hàng loạt các bút toán cùng thuộc một lô. Còn với cách thứ hai chúng ta có thể đảo chi tiết từng bút toán một trong cái lô đó. Các bạn đăng nhập vào phân hệ kế toán tổng hợp và thực hiện theo hướng dẫn sau. Đây là màn hình phân hệ kiểm toán tổng hợp. Các bạn sẽ vào zone Enter. Việc đầu tiên là các bạn sẽ tìm các cái bút toán mà chúng ta cần thực hiện đảo. Ví dụ ở đây tôi sẽ tìm bút toán của tháng 4 năm 2015. Với các bút toán đảo thì chúng ta sẽ tìm đến cái trạng thái posting của nó là posted, tức là chúng ta chỉ đảo các bút toán đã thực hiện khí sổ rồi. chúng ta thực hiện đảo các bút toán ở trên GL chẳng hạn. Chỗ này chúng ta suộc gọi là manual. Và category chúng ta cũng gọi là manual, tức là các bút toán thủ công chúng ta thêm trên GL. Sau đó chúng ta bấm file. Đây là một loạt các cái bút toán mà đã thực hiện là post ở trên GL trong tháng 4 năm 2016. Bút toán này nhập thủ công trên GL. Chúng ta sẽ chọn tìm các bút toán mà chúng ta muốn đảo. Với cách thứ nhất thì các bạn sẽ bấm chuột vào bút toán cần đảo. Ví dụ ở đây tôi sẽ đảo bút toán đầu tiên này. Các bạn sẽ bấm chuột vào bút toán đó, sau đó các bạn sẽ bấm Revert Best. Hệ thống nó sẽ sinh ra một cái tham số yêu cầu chúng ta chọn cái kỳ để ghi nhận bút toán đảo này. Ở đây chúng ta có thể chọn các kỳ hiện tại là kỳ vào tháng 4 2015 hoặc là chúng ta có thể thực hiện đảo nó vào một cái kỳ thì tương lai nào, ví dụ kỳ tháng 5 2015 hoặc kỳ tháng 6 2015 đã Tùy vào mục đích của của cái nghiệp vụ mà chúng ta định làm Như vậy là ở đây, việc đảo bút toán không đơn thuần Chỉ là đáp ứng cái nhu cầu là việc chúng ta làm bút toán bị sai Và chúng ta sửa lại, mà chúng ta có thể thực hiện đảo trong một cái kỳ để ghi nhận cái thông tin mới Thay vì chúng ta phải làm bút toán âm nó đi Ví dụ ở đây, tôi xác định bút toán này bị sai Tôi sẽ thực hiện ghi đảo nó luôn trong tháng 4 năm 2015 Chúng ta chọn tháng 4 2015 OK và hệ thống nó sẽ đưa ra cái tham số cho chúng ta lựa chọn một là cách thức đảo trên sai trên sai đây tức là chúng ta sẽ đổi cái dấu đổi dấu có nghĩa là hạch toán vẫn giữ nguyên nhưng mà số tiền sẽ ghi âm lại còn switch debit credit là chúng ta sẽ thực hiện đảo về hạch toán còn số tiền vẫn là số tiền dương trong event chúng ta thông thường chúng ta sẽ chọn kiểu trên sai tức là giữ nguyên hạch toán và đảo âm số tiền và hệ thống sẽ báo là đã sinh ra cái request. Chúng ta bấm ok. Sau đó các bạn sẽ vào view request, bấm file. Bấm refresh khi nào cái việc cái 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 request liên quan đảo bút toán nó ở Face là complete và status là normal là việc đảo đã thành công. Và chúng ta sẽ tìm lại cái bút toán đảo đó. À, các bạn lưu ý bút toán đảo bao giờ nó cũng sinh ra theo nguyên tắc là nó sẽ giữ lại tên của bút toán gốc và thêm chữ revert ở đầu và thêm cái thời gian thực hiện đảo ở phía cuối. Ví dụ ở đây là chúng ta vừa đảo bút toán đầu tiên của tên của nó là à à vi nhân 09152224. Chúng ta copy cái tên này, sau đó chúng ta thử tìm lại bút toán đó. Enter. Do n ở đây. Các bạn sẽ để viên nhân 0, 9, 15, hay 15 224 Sau đó các bạn sẽ thêm phần trăm ở đầu và cuối Chúng ta bấm File Đấy các bạn thấy bút toán đảo nó sẽ ở trạng thái Unpost Và các bạn sẽ bấm Review Journal để xem lại cái bút toán đảo Đó đây chính là cái bút toán hệ thống nó sinh ra Và số tiền là số tiền âm và là định khoản nợ có phần vẫn giữ y nguyên như cái bút toán gốc và việc chúng ta là chúng ta chỉ cần post bút toán này hệ thống nó sẽ báo là đã sinh ra request việc post bút toán các bạn lưu ý là khi chúng ta đảo bút toán thì bút toán đảo sinh ra sẽ luôn ở trạng thái unpost và chúng ta phải thực hiện post bút toán thì việc lên các cái sổ sách chứng từ nó mới có giá trị các bạn lại vào view request bấm file đó như vậy là cái bút toán post của chúng ta đã thành công. Face complete và Status là normal. Các bạn bấm requery lại và kiểm tra. Đây là bút toán revert. là trạng thái bây giờ nó là posted rồi. Như vậy là chúng ta đã thực hiện đảo thành công cái bút toán theo cách thứ nhất là đứng ở màn hình bên ngoài. Với cách này thì toàn bộ các cái bút toán trong cái uh, mà cùng với cái lô bút toán mà chúng ta muốn đảo ấy thì nó sẽ được ghi nhận đảo luôn. Cách thứ hai tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách thức đảo bút toán bên trong nội dung chi tiết của bút toán đó. Các bạn cũng vào journal vào enter. Và việc đầu tiên là chúng ta vẫn tìm đến cái bút toán cần đảo 05 2016. Suộc menu. Menu VND chẳng hạn. Chúng ta trạng thái là post. file không có chúng ta tìm tháng tư đi ạ tháng sáu xem không có vậy chúng ta tìm tháng 3 đi file không có nốt à xin lỗi các bạn đây là năm 2015 tháng 5, bấm file đây là các cái bút toán ở trạng thái posted của tháng năm 2015 các bạn sẽ tìm đến cái bút toán cần đào sau đó các bạn sẽ bấm vào cái nút review Journal. Với cách này thì các bạn có thể kiểm tra lại cái nội dung bút toán trước khi chúng ta thực hiện ghi đảo tài khoản nợ, tài khoản có số tiền các đối tượng DF. Và sau đó chúng ta xác định là chúng ta cần đảo bút toán thì chúng ta sẽ bấm vào nút revert ở góc trên bên phải. Và hệ thống nó sẽ bật ra tiếp cái tham số là kỳ mà chúng ta muốn ghi nhận bút toán đảo. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ ghi nhận vào tháng 5 2015. Chúng ta bấm OK. Và nó lại hỏi tiếp là chúng ta cách thức thực hiện đảo như thế nào. Đảo là à, giữ nguyên định khoản, đổi dấu hay là à, à, chúng ta thực hiện đảo vế định khoản. Ở đây chúng ta sẽ chọn trên sai Và hệ thống nó bảo đã sinh ra request ID. Với cách này chúng ta có thể thực hiện đảo từng cái bút toán trong lô. Các bạn copy cái zone và chúng ta lại ra màn hình view request bấm file refresh data kiểm tra fail là complete và status normal là việc đảo đã thành công. Các bạn lại vào màn hình của GL, các bạn tìm kiếm đến cái bút toán mà chúng ta thực hiện đảo đó. Ví dụ ở đây là phần trăm này. Phần trăm. chúng ta bấm file. Đây, đây chính là cái bút toán đảo. Và cũng giống như cách đảo thứ nhất thì bút toán đảo sinh ra bao giờ cũng cũng ở trạng thái là unpost. Và nhiệm vụ của các bạn là các bạn sẽ bấm post để thực hiện hoàn thành cái việc đảo này. Ok. File refresh. Việc post bút toán đã thành công. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái việc đảo bút toán tôi xin nhắc lại là khi mà chúng ta đảo chúng ta nhớ là vào tìm đến cái màn hình à, tìm đến cái bút toán đảo mà hệ thống nó sinh ra sau đó chúng ta phải thực hiện post nó còn nếu mà chúng ta để nó ở trạng thái unpost thì nó sẽ không lên các cái sổ sách quan trọng các cái báo cáo tài chính của chúng ta các bạn đóng để ra màn hình bên ngoài các bạn vừa theo dõi cách thức thực hiện đảo bút toán trên hệ thống còn gọi là revert bút toán tôi xin nhắc lại có hai cách để chúng ta đảo bút toán cách thứ nhất là chúng ta đảo bút toán tại màn hình bên ngoài là với cách này thì chúng ta sẽ thực hiện đảo bút toán đó và tất cả các bút toán cùng lô với nó cách thứ hai là chúng ta sẽ thực hiện đảo bút toán tại màn hình chi tiết bên trong với cách này thì chỉ có bút toán đó được ghi nhận đảo và chúng ta có thể thực hiện theo dõi kiểm tra lại nội dung chi tiết của bút toán trước khi chúng ta thực hiện đảo bút toán mọi người lưu ý là mỗi bút toán chỉ có thể thực hiện đảo một lần và sau khi bút toán đảo được sinh ra chúng ta phải thực hiện post bút toán đó thì việc đảo bút toán mới có hiệu lực và lên báo cáo sổ sách mới có giá trị. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.